Phật vấn đáp Trả lời đồng tu tham học Hồng Kông Tập 7 Tình không Lão Hòa Thượng trả lời Giảng ngày 23 tháng 2 năm 2007 Tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi Hôm nay có 40 câu hỏi Chúng ta y theo thứ tự để giải đáp Đầu tiên là câu hỏi của đồng tu Singapore Có 5 câu hỏi Câu thứ nhất Người niệm Phật Có trọn đủ tính nguyện hạnh Lúc lâm chung bị mơ mơ hồ hồ có thể giảng sanh không vấn đề này nếu đúng là họ có đầy đủ tính nguyện hạnh thì khi lâm chung nhất định sẽ không mơ hồ nếu như lâm chung mê hoặc điên đảo thì trong tính nguyện hạnh của họ có vấn đề chắc chắn có vấn đề Chúng ta phải tin tưởng Lời của thiện đạo đại sư Đây là tổ sư đời thứ hai của tịnh độ tông chúng ta Chân thật có đầy đủ tính nguyện hạnh Dạng người tu dạng người đi Vì sao lại có bê hoặc điên đảo Nói thật ra Một người Có tu dưỡng ở thế gian như nho gia đạo gia lúc lâm chung đều giữ được vô cùng tỉnh táo thoại tướng đều hy hữu sự việc này lúc còn nhỏ tôi đã từng thấy một bà cụ trong một gia đình giàu có là hàng xóm trong làng của chúng tôi khi ra đi rất là rõ ràng Trước lúc ra đi Bà gọi con cháu đến Để giao việc hậu sự Sau khi giao xong thì đi Vô cùng đáng tiếc là bà không học Phật nhưng rằng chúng ta nói ngũ phước Ngũ phước lâm môn Điều sau cùng trong ngũ phước Chính là thiện chung Thiện chung Là họ ra đi được tốt lành Tỉnh táo Biết rất rõ ràng Bạn thử nghĩ xem người nào tỉnh táo biết rõ ràng Thì có chọn đi vào cõi xuất sanh, ngạ quỷ, địa ngục không? Không thể nào Phạm là đầu thai đến cõi xuất sanh, ngạ quỷ, địa ngục Đều là mê mờ hồ đồ mà đi Người có đầu óc tỉnh táo nhất định Ở cõi trời người Thế giới Tây Phương cực lạc thù thắng hơn quá nhiều so với cõi trời người Cho nên hồ đồ thì không thể giảng sanh được rồi phải hiểu đạo lý này người tu hành thế gian vì sao họ lại tỉnh táo đến gì vậy không gì khác họ thật sự có thể buông xuống tâm địa thật sự thanh tịnh tâm an lý đắc cho nên họ rất tỉnh táo rất rõ ràng Lẽ nào người niệm Phật còn không bằng họ sao Điều này nói không thông rồi Câu hỏi thứ hai Pháp sư do người chủ trì đạo tràng Tịnh Tông mời đến Giảng sai kinh điển tịnh độ Giảng sai rồi Làm lầm lạc chúng sanh Thì có quả báo như thế nào Quả báo này Ở trong giới kinh trong rất nhiều kinh điển Phật đều nói đến Hiện nay chúng tôi biên tập một quyển sách Chư Kinh Phật Thuyết Địa Ngục Tập Yếu Đây là ở trong Đại Tạng Kinh tổng cộng tìm ra được hơn 20 loại Đại khái từ 25 loại trở lên Thế Tôn nói nghiệp nhân quả báo đọa địa ngục Ở trong này có khi xưa tôi từng giảng qua ba lần di lặc sở vấn kinh nói về những sự việc này ngoài di lặc sở vấn kinh ra còn có một đề mục gọi là phát khởi bồ tát thù thắng chí nhạo kinh hai đề mục này là cùng một bộ kinh các vị xem rồi thì sẽ hiểu rõ câu hỏi thứ ba tiếp theo điều đã nói ở trên bản thân pháp sư giải sai kinh điển làm lầm lạc chúng sanh thì có quả báo gì thuyết pháp ít nhất phải tuân thủ theo giáo huấn của khổng lão phu tử thì sẽ không có sai lầm phu tử dạy chúng ta như thế nào biết thì nói là biết không biết thì nói không biết vậy mới là cái biết chân thật giảng kinh không dễ người giảng kinh thời xưa đều phải khai ngộ không đại triệt đại ngộ thì làm sao dám giảng kinh chứ chúng tôi học phật lão sư lý muốn tôi tham gia lớp học giảng kinh tôi còn giật mình ngẩn người ra tôi nói với thầy cái này con làm không được năng lực con không đủ nói chung phải khai ngộ thì mới có thể bước ra giảng kinh được quy củ người xưa như vậy mà thầy nói với tôi thầy nói thời đại hiện nay nếu đời con khai ngộ rồi thì có lẽ thế giới này đã không còn nữa rồi vậy phải làm sao không có người giảng nói Phật Pháp Cho nên Thầy nói với tôi mất đắc dĩ mà làm từng bước Là giảng chú giải Thầy nhắc nhở tôi một điểm này Giảng chú giải thôi Giảng chú giải của người xưa Vì sao vậy? Người xưa, người chú giải kinh Đều là người khai ngộ Rất nhiều đều là người chứng quả Không phải là người khai ngộ chứng quả thì không thể chú giải kinh Hơn nữa kinh điển mà các ngài chú giải lưu truyền đến đời sau Bạn phải hiểu là đã trải qua biết bao đời tổ sư Đại Đức xem qua rồi Nếu có vấn đề thì đã sớm bị đào thải mất rồi Không truyền tiếp được Thứ có thể truyền tiếp đều là không có vấn đề gì Cho nên Thầy dạy chúng tôi Xem từ trong Đại Tạng Kinh Bởi vì Đại Tạng Kinh là tiêu chuẩn có thể nhập tạng Đó chính là đã được Tổ sư Đại Đức khẳng định Đã giám định cho chúng ta rồi Chúng tôi giảng kinh Người xưa chú giải bằng văn ngôn văn Chúng tôi phiên dịch văn ngôn văn thành văn bạch thoại Thật ra không phải là giảng kinh Là lên một giảng làm gì Làm báo cáo tâm đắc Học tập của chính mình chia sẻ với các bạn đồng học là tâm thái như vậy vậy thì đúng rồi thầy chỉ thị như vậy chúng tôi rõ ràng minh bạch rồi mới tiếp nhận sự giáo huấn của thầy tham gia lớp học giảng kinh của thầy thầy mở một lớp lớp này cũng không lâu chỉ dạy có hai năm chúng tôi có hai mươi mấy đồng học cùng nhau học giảng kinh nếu thật ra là cùng nhau học giảng chú giải của đại đức xưa nếu chú giải của đại đức xưa quá khó chúng tôi xem rồi vẫn không có cách gì thể hội thì có thể tham khảo chú giải của người ngày nay chú giải của người ngày nay là do thầy chỉ định mấy người cho chúng tôi thầy cho rằng sẽ không nói sai chú giải của pháp sư đế nhà Chú giải của Pháp Sư Viên Anh Chú giải của Pháp Sư Đàm Hư Chú giải của Pháp Sư Bảo Tĩnh Trong hàng cư sĩ Có chú giải của cư sĩ Giang Vị Nông Chú giải của cư sĩ Chu Chỉ An Chú giải của cư sĩ Dương Nhân Sơn Chỉ định ra mấy gì đó Thầy nói những người này Không có vấn đề gì Là những người tại gia xuất gia Thật sự là Có tu, có hành Chính là nói họ có khai ngộ hay không thì không biết Có chứng quả hay không Điều này cũng không biết Ít nhất họ là thật học Thật tu Sẽ không có sai lầm quá lớn Chúng tôi y theo Phương hướng này để đi Thì không có sai lầm Cho nên chúng tôi biết Bao nhiêu thì giảng bấy nhiêu Điều không biết thì không được sĩ diện hảo Không biết thì phải làm sao Không biết thì chúng tôi đem đoạn kinh văn đó đọc qua Chỉ đọc qua thì không sợ sai Giảng thì giảng sai Chứ đọc thì không sai Thầy dạy chúng tôi cách làm này Chúng tôi mới dám lên một giảng làm thử Vừa lên một giảng thử Năm nay tôi cũng đã giảng thử Được 49 năm rồi tôi khuyến khích đồng học cũng là theo phương pháp này thế nhưng ở ngay trong chân thật tu hành nhất định phải đem phiền não của chính mình tập khí của chính mình phải vô cùng nghiêm túc nỗ lực đoạn thì rất khó phải làm cho nó nguội lạnh đi cũng chính là mỗi năm phải ít hơn một chút so với năm trước phiền não nhẹ trí huệ sẽ tăng trưởng việc này là chắc chắn cho nên những bạn đồng học xưa đi theo tôi nhiều năm các bạn đều có thể thể nghiệm được các bạn xem tôi giảng kinh mỗi năm không như nhau mỗi năm phiền não tập khí hạ thấp dần trí huệ tự nhiên tăng lên trước đây Xem bộ kinh này Xem chú giải này Xem không hiểu Vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu Có thể trải qua 2-3 năm Lại phát hiện ra một chút Cho nên Cùng là một bộ kinh điển Đọc trăm lần Mà không biết chán Một bộ kinh điển Chúng ta thọ trì cả đời Cũng sẽ không chán Vì sao vậy Mỗi năm lại hiểu ý nghĩa mới Mỗi tháng lại phát hiện điều mới mẻ Cho nên bạn sẽ phát hỷ sung mãn Bạn sẽ thường sanh tâm hoan hỷ Cho nên phải hiểu rõ cái đạo lý này Giải sai kinh điển Đa phần là không biết mà cho là biết Sẽ xuất hiện những vấn đề này làm lầm lạc chúng sanh thì lỗi lầm rất nặng Nhất định chính mình phải cẩn thận Mình không biết thì nói không biết Điều này không sai lầm Chúng ta chưa thành Phật Chưa chứng quả Cũng chưa khai ngộ Những thứ không biết thì quá nhiều Sự triển khai ở trong Kinh Phật Chỗ không hiểu quá nhiều thì mình cứ nói mình không hiểu mình không biết điều này không có sai lầm đây không phải là gạt người như vậy mới tốt thật sự làm được không lừa mình không dối người nhưng có người nhắc nhở điều này tôi không biết tôi sẽ đi nghiên cứu tiếp sẽ đi tham khảo tư liệu tiếp khi tìm được đáp án rồi thì tôi lại cùng chia sẻ như vậy là đúng rồi Câu hỏi thứ tư, người học kinh giáo có thể học ngu không? Chữ ngu này chính là ngu đần. Sự việc này tôi không biết bạn nghĩ thế nào mà đưa ra vấn đề như vậy. Điều này không dễ dàng. Thầy của tôi là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Khi còn dạy học cho chúng tôi, tôi theo thầy học kinh giáo. Thầy 70 tuổi Tôi 31 tuổi Thầy 70 tuổi Thầy nói với tôi Học ngu rất khó Thầy nói thầy học 70 năm rồi Thầy vẫn chưa học được Không đạt được cái ngu đây không phải là một sự việc dễ dàng ngu là người tài có vẻ ngoài đần độn cho nên cái ngu đó không phải là nói người thông thường mà nói người chân thật có thật học có đức hạnh thật sự không phải là người ngu thông thường không phải là ngu đần thông thường Điều này chúng ta phải hiểu Hàm ý này của người xưa rộng sâu vô cùng Tiếp theo bạn đưa ra hai bài kệ tụng Gần đây Có người lấy hai bài kệ này của Đại sư Ngẫu Ích Cực lực đề xướng Niệm Phật giảng sanh không cần phục phiền não Xin hỏi nghĩa chân thật của hai bài kệ này đúng là như thế không? Có lẽ những người này đã giải thích sai ý nghĩa Hai bài kệ này của Đại sư Ngẫu Ích rồi Những thứ của Đại Đức xưa Hiện nay chúng ta học tập Điều gì không hiểu Thì để sang một bên Vậy thì không sao Điều chân thật có thể lý giải được Thì chúng ta nghiêm túc đi học tập thì không có sai lầm Vì sao bạn không đi học Di Đà Kinh yếu giải Của Đại sư Ngẫu Ích Di Đà Kinh yếu giải Rất đơn giản Văn tự không dài Ở phía sau Đại sư Ngẫu Ích Có một bài văn Ngài tự mình nói rõ Dùng thời gian 9 ngày để viết ra Bộ yếu giải này Tổ sư tịnh tâm Thời cận đại của chúng ta Tổ thứ 13 Đại sư Ấn Quang Đã tán tháng đối với cuốn sách này Đúng là tán tháng đến cùng cực Đại sư Ấn Quang nói Cho dù Cổ Phật tái lai Cổ Phật chính là nói a di đà Phật a di đà Phật đến thế giới này của chúng ta Làm chú giải cho kinh Di-đà Cũng không thể vượt hơn được Các vị thử nghĩ xem Thân phận của Đại sứ Ấn Quang Hiện nay chúng ta biết Ngài là Bồ Tát Đại Thế Chí Ở Tây Phương Tái Lai Bồ Tát Đại Thế Chí Tán tháng Ngài như vậy Thế thì Đại sư Ngô Ích là người nào Thân phận của Đại sư Ngô Ích không được tiết lộ Chúng tôi không dám nói Nhưng từ sự tán thán này của Đại sư Ấm Quang Chúng ta có thể đoán được Đại sư Ngô Ích không phải là cổ Phật tái lai Thì chắc chắn cũng phải ngang hàng Như Bồ Tát Quán Thế Âm Là Bồ Tát Đẳng Giác tái lai Nếu không thì không có cách gì làm được tốt như vậy Nếu như chú giải của đại sư Mà Bạn học tập vẫn còn có khó khăn Vì thì cận đại Có hai loại chú giải Một loại là yếu giải giảng nghĩa Của Pháp Sư Viên Anh Một loại là Của Pháp Sư Bảo Tĩnh Các ngài là Đệ tử của Pháp Sư Đế Nhạc hai loại giảng ký của yếu giải này đều có thể làm tham khảo tôi đã từng giảng qua yếu giải cư sĩ lưu thừa phù đã chép lại thành văn tự từ bản ghi âm là cuốn di đà yếu giải giảng ký hình như là ở đại học đi An ở San Francisco. Tôi giảng trong trường học. Hiện nay viết thành một quyển sách. Chúng ta ở bên này có lưu thông. Các vị có thể xem tham khảo. Tôi chính là tham khảo giảng ký của pháp sư viên anh và pháp sư bảo tĩnh. Tham khảo hai quyển sách này. Giảng ở trong trường học. Thì bạn sẽ hiểu rõ thôi nếu như nói không cần phục phiền não mà có thể giảng sanh thì không được rồi nhất định phải phục phiền não vì sao vậy đới nghiệp giảng sanh là mang theo nghiệp cũ không phải nghiệp hiện hành Nhất định phải điều phục được phiền não Thì bạn mới có thể giảng sanh Không thể nói khi a di Đà Phật đến tiếp dẫn Bạn vẫn còn nổi giận ở đó mắng người Đâu có loại đạo lý này chứ Vì thì a di Đà Phật nhanh chóng đi mất rồi Không có đạo lý này Cho nên ngay trong sát na đó Khi Phật đến tiếp dẫn Như định tâm bình khí hòa Tham sân si mạng nhất định không được có những ý niệm này một câu Phật hiệu Một câu Phật hiệu Hết thảy điều phục tất cả phiền não tập khí xuống Vậy mới có thể giảng sanh Cho nên loại công phu này Bình thường phải luyện tập Đến thời khắc thật sự Mấu chốt Thì giảng sanh trong một sát na Điều này không thể không biết Tiếp theo là câu hỏi của đồng tu trung quốc có hai mươi câu hỏi câu hỏi đầu tiên liệu có thể chấp trước vào việc chỉ mong một bổn tôn di đà đến tiếp dẫn mà không cần quán âm thế chí và hết thảy các thánh chúng cùng đến tiếp dẫn hay không tốt nhất bạn không nên chấp trước vì sao vậy? Chấp trước là chướng ngại đối với việc giảng sanh của bạn rồi Bạn phải buông xuống Phân biệt chấp trước thì bạn mới có cảm ứng Với thế giới Tây Phương cực lạc Bạn phải biết là Giống như bạn đi du lịch đến nơi nào đó Rất nhiều người quan nghênh bạn đến Hay nói cách khác Đối với bạn mà nói thì là một sự tôn trọng Là một loại dinh dự bạn xem người thượng phẩm thượng sanh phật nói rồi phật với rất nhiều hóa phật đến tiếp dẫn bạn công phu kém hơn một chút phật dẫn theo bồ tát a la hán đến đón tiếp bạn nếu nói chỉ có một tôn phật a di đà bên cạnh a di đà phật không có người nào thì công phu của bạn không hề sâu Phải hiểu điều này Chỉ cần có thể giảng sanh là được rồi Đừng nghĩ đến việc Khi lâm chung chỉ có một mình Phật A-di-đà Còn quan âm thế chí thì mình cũng không cần Bạn có ý niệm này Thì e là bạn không giảng sanh nổi Vì sao vậy? Bạn còn có phân biệt chấp trước nghiêm trọng rồi Gần đây tôi giảng Kinh Hoa Nghiêm đã nói rất nhiều buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước bạn vốn dĩ là phật trên kinh hoa nghiêm nói được vô cùng rõ ràng hết thảy chúng sanh đều có trí huệ đức tướng như lai nhưng bởi do vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc vì sao bạn không buông xuống được vọng tưởng chấp trước của bạn vậy trên kinh giáo đại thừa nói buông xuống chấp trước chính là a la hán Buông xuống phân biệt Chính là Bồ Tát Buông xuống vọng tưởng Thì bạn chính là Phật Hãy niệm Phật cho tốt Trong tâm chỉ có một câu a di đà Phật Tất cả những phân biệt chấp trước Hết thảy đều buông xuống Vậy mới tương ưng mình giảng sanh cần phải nên có nhiều phật bồ tát đến tiếp dẫn đây cũng là vọng tưởng cũng là phân biệt chấp trước nếu như một vị cũng không cần thì cũng là vọng tưởng phân biệt chấp trước tốt nhất đừng nghĩ đến những điều này công phu chín mùi rồi thì hết thảy tùy duyên mà không phan duyên phan duyên chính là mình nghĩ như thế này như thế kia tùy duyên chính là hết thảy điều tùy thuận đến lúc A Di Đà Phật dẫn theo người nào đến tiếp dẫn đều quan hỷ, không những người nào đến cũng là quan hỷ, chính mình nhất định không có phân biệt như vậy mới tốt. Câu hỏi thứ hai, có một số trẻ nhỏ sinh ra đặc biệt có thiện căn, đã có duyên với Phật rất sâu, không giống người thông thường. Người lớn nghe lão Pháp Sư giảng kinh Cũng để chúng từ nhỏ Đọc tụng học tập đề tử quy Tứ thư kinh vô lượng thọ dân dân Hiện nay những đứa trẻ này đến tuổi nhập học Người lớn sợ chúng đi học trường thế gian sẽ bị ô nhiễm Kính xin Pháp Sư từ bi khai thị Phải nên đưa chúng đến nơi nào học tập Người lớn phải nên giáo dục chúng như thế nào ạ à? Đây là vấn đề sự quan tâm của người lớn đối với con trẻ chúng ta cũng có thể lý giải được hiện nay chúng tôi cũng đang nghĩ phương pháp thành lập một trường tiểu học xem thử duyên có thể thành tựu hay không nếu duyên có thể thành tựu thì chúng tôi sẽ thử Thành lập một trường tiểu học Địa điểm hiện nay vẫn là ở Thang Trì Ở Thang Trì chúng tôi có một trung tâm văn hóa Hiện nay là một trường tiểu học Trường tiểu học này đang làm hồ sơ nộp cho chính phủ Trước tiên học sinh Là những con em của các thầy cô Các tình nguyện viên trong trung tâm của chúng tôi Cũng như nói đây là trường học của các con em làm thử xem thử làm một cái hai năm xem thành tích như thế nào nếu thành tích rất tốt thì có thể sẽ phát triển một trường tiểu học chú trọng dạy văn hóa truyền thống trường tiểu học này ở nơi nào chúng tôi cũng tùy duyên có thể sẽ không ở Lô Giang hoặc ở một nơi khác ở đâu có duyên thì đến nơi đó mà làm nhất định phải làm thử thành công trước chúng tôi có một nhóm giáo viên nhóm giáo viên này đều có nhận thức với chúng tôi đều có thể nhận thức được giáo dục văn hóa truyền thống thật sự là có sự giúp đỡ đối với sự an định của xã hội thế giới hài hòa chúng tôi đi làm sự việc này làm thành công rồi chúng tôi tin là nhà nước sẽ dần dần đi thúc đẩy giáo dục tiểu học rất quan trọng sau đó chính là giáo dục trung học cơ sở đến phổ thông trung học thì có lẽ nền tảng của chúng đã được định rồi chúng ta thông thường hay nói là công phu đắc lực rồi không dễ gì bị phong tục tập quán không tốt của xã hội là ô nhiễm như vậy thì được chúng tôi đang nỗ lực đi làm công việc này câu hỏi tiếp theo xin hỏi thế tôn đầu thai đến thế giới này là nhập thai xuất thai đều chưa từng mê hoặc hay là giống như phàm phu là mê trước ngộ sau sau đó biết chính mình đến để thị hiện thành phật việc này nếu như chưa chị xem kinh nhiều thì sẽ hiểu rõ Thích Ca Ni Phật là đến đầu thai Không giống Phạm Phu chúng ta Khi Ngài ở trong thai của mẫu thân Mười tháng này Công việc giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh của Phật Không hề gián đoạn Cho nên khi ở trong thai Ngồi trong thai cũng ở đó giảng kinh thuyết pháp Điều này không thể nghĩ bạn Nếu bạn biết được Câu trong vi trần chuyển Đại Pháp Luân Mà Kinh Hoa Nghiêm đã nói Thì nghi vấn này của bạn sẽ được giải quyết thôi Trong một hạt vi trần có thế giới Trong thế giới này có rất nhiều chúng sanh Cũng có rất nhiều chư Phật Bồ Tát Đây là điều mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói trong một vi trần phật đều ở đó giảng kinh thuyết pháp độ chúng sanh huống hồ ở trong bào thai bào thai rất lớn lớn hơn vi trần rất nhiều đây là sức thần thông không thể nghĩ bạn điều này người thế gian chúng ta không cách gì tưởng tượng ra được Ngài từ kiếp lâu xa Đã thành Phật rồi Ngài đã thành Phật rồi Thì làm sao mê lại được Đâu có loại đạo lý này chứ Cho nên Ngài hoàn toàn là thị hiện 19 tuổi xuất gia Sau đó đi cầu học Hết thảy đều Đang làm tấm gương cho chúng ta xem Nói với chúng ta phàm phu chúng ta phải đi con đường giống như Ngài Bạn mới có thể bước lên con đường thành Phật Cho nên phải học Không học không được Sự thị hiện của lục tổ Đó là sự thị hiện của người thượng thượng căn Điều này ở trên kinh Phật thường nói là chưa từng gặp Cho nên lục tổ chính là thị hiện người thượng thượng căn Không cần phải trải qua học tập Thứ Ca Mâu Ni Phật trải qua 12 năm học tập Đến sau cùng buông xuống Lục tổ đại sư không cần phải trải qua học tập Buông xuống ngay lập tức Hãy buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước Thì quay về Với bổn lai diện mục Của chính mình Hai sự thị hiện này Cho chúng ta sự khải thị rất lớn Chúng ta phải thể hội tỉ mỉ Thì bạn sẽ sáng tỏ thôi Câu hỏi tiếp theo Xin hỏi Pháp Sư Ngày tu học Phật Pháp hơn 50 năm tâm địa chân thành Thanh tịnh Có phải là cũng đã có thần thông rồi không Nếu Ngài có thể thể hiện Thì có thể khiến cho hàng hậu học chúng con Đối với đạo lý học tập Tâm địa chân thành Niệm Phật thành Phật Càng tăng thêm tính tâm và nỗ lực noi theo Không cần phải có thần thông Hơn nữa bổn ý Của thần thông Thông là thông đạt Là hiểu rõ Thân là thần kỳ Điều mà người thông thường rất khó hiểu rõ ràng Rất khó hiểu Mà bạn có thể Thông đạt Hiểu rõ Đây gọi là thần thông Cho nên thần thông không phải là điều gì kỳ lạ Giống như 72 phép biến hóa của tôn ngộ không Không phải là ý nghĩa này Thần thông như vậy Ở trong cửa Phật Thông thường cho dù là có Cũng không cho phép Tùy tiện mà thi hiện Có được đại sự nhân duyên Thì có thể ngoại lệ Không phải là đại sự nhân duyên Thì không được rồi Vì sao vậy? Nếu như lấy thần thông làm Phật sự Mà tiếp dẫn chúng sanh yêu ma quỷ quái cũng có thần thông vậy thì bạn không có cách gì phân biệt được phật bồ tát và yêu ma quỷ quái cho nên phật dùng giảng kinh thuyết pháp yêu ma quỷ quái không biết giảng kinh thuyết pháp chúng biết biến hóa phật dùng giảng kinh thuyết pháp thì có thể phân biệt được yêu ma quỷ quái không có cách gì làm giả Chánh Pháp mới có thể cứu trụ thế gian Thần thông mà chúng tôi biết được Trên Kinh nói rất nhiều Trong Tiểu Thừa Việc này có liên quan đến đoạn hoặc Thần thông là bản năng Kiến hoặc đoạn hết rồi Đây là kiến tư phiền não Kiến tư phiền não đều là chấp trước Đoạn hết kiến hoặc thì chứng sơ quả Là sơ quả tiểu thừa Trong đại thừa viên giáo Như Bồ Tát sơ tính dị Mà chúng tôi nói trên Kinh Hoa Nghiêm Ở địa vị này Có hai loại thần thông hiện tiền Là thiên nhãn thiên nhĩ Thiên nhãn Thí dụ bức tường Chúng ta hiện nay giảng kinh ở nơi này Là tầng lầu 11 10 tầng phía dưới chúng ta không nhìn thấy Nếu bạn có thiên nhãn thông Bạn nhìn xuống dưới Mỗi một tầng bạn đều xem thấy rất rõ ràng Không có chướng ngại Giống như là trong suốt vậy Nhìn hướng lên trên cũng thấy rất rõ ràng Đây là thiên nhãn thông hiện tiền Thiên nhĩ thông Người ở tầng lầu phía dưới nói chuyện bạn nghe rất rõ ràng Người ở tầng 20 nói chuyện bạn cũng nghe rất rõ ràng Tài của bạn giống như kênh vô tuyến vậy Muốn nghe ở đâu thì kênh ở đó liền mở ra Không muốn nghe thì nó đóng lại Sẽ không thấy nữa Rất tự tại Sơ quả tu đà hoàng thì có năng lực này Nếu chứng đến nhị quả Tư Đà Hàm Thì lại tăng thêm Hai loại năng lực Là túc mạng thông Tha tâm thông Đến tam quả Là hán tam quả Thì giống như thông thường nói là Thần túc thông Họ có thể biến hóa Có thể phân thân Cùng lúc có thể phân rất nhiều thân Để làm nhiều việc Người ở Tây Phương cực lạc thế giới Chính là như vậy Mỗi ngày họ đi tham bái Mười dạng ức Phật Không phải là tham bái từng vị một Tham bái từng vị một thì gây rồi Cùng một lúc họ có năng lực Phân ra mười dạng ức thân Trước mặt mỗi một tôn Phật đều có họ Họ đi cúng dường Phật Nghe Phật thuyết Pháp Khi trở về thì phân thân lại Biến thành một thân Họ có năng lực này Đến tứ quả A-la-hán có lậu tận thông Lậu tận thông chính là kiến tư phiền não đoạn tận rồi Cho nên điều này khi tu hành chứng quả Thì sẽ tự nhiên khôi phục Trong giáo pháp đại thừa Trước đây chúng tôi từng đọc qua Lậu tận thông là Bồ Tát Thất tính dị Chưa lìa khỏi thập pháp giới Bồ Tát thất tính dị Thoát khỏi lục đạo luân hồi rồi Lục tính vẫn đang ở trong lục đạo Nhưng chắc chắn không đọa tam đồ Họ tu hành chỉ là ở hai cõi nhân và thiên Nhân gian và cõi trời Thông thường là Bảy lần đi lại Thì thoát được khỏi lục đạo Nhất định là phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân mới xuất ly khỏi thập pháp giới xuất ly thập pháp giới chính là nhất chân pháp giới trên kinh hoa nghiêm nói thế giới hoa tạng thế giới tây phương cực lạc đều là thuộc về nhất chân pháp giới đây mới là mục tiêu hướng tới mà người học phật chúng ta mong cầu ngay trong một đời này Thập Pháp giới không phải là thật Hoa tạng tịnh độ là thật Cho nên chúng ta phải buông xuống phiền não tập khí Nếu thật sự không buông xuống được Thì phải chế phục Phải khống chế Không được để phát tác Phát tác thì làm thương hại người khác không lớn Nhưng làm thương hại đối với chính mình thì rất nghiêm trọng Chúng ta không thể làm việc ngu xuẩn Không thể làm việc hồ đồ Việc tu học cả đời này của tôi Các bạn xem thấy tấm gương này Tôi tin là các bạn cũng có thể tăng trưởng tính tâm 81 tuổi rồi Tinh thần vẫn rất dồi dào Nơi này duyên không đủ Chính là Tôi ở nơi này vào buổi trưa Nơi này là tòa nhà thương mại không thể cho người ở lại cho nên buổi trưa không thể ở trong này nghỉ ngơi nếu có thể ở nơi này nghỉ trưa một chút mỗi ngày tôi giảm bốn giờ đồng hồ thì nhất định không có vấn đề gì tôi ở trong quốc tế qua lại cũng rất nhiều người thông thường nhìn thấy đều vô cùng ngưỡng mộ thưa pháp sư ngày giữ gìn sức khỏe như thế nào tôi đã nói với họ Giữ gìn cái đầu tiên là tâm địa Thanh tịnh Thiện lương Ăn chay Tôi đã khuyên họ ăn chay Tôi ăn chay 56 năm rồi Từ trước đến giờ chưa từng sanh bệnh Thể lực vẫn không kém gì so với người trẻ tuổi Mỗi ngày bản thân tôi đọc kinh Không ít hơn 4 giờ đồng hồ Cho nên dạng duyên buông xuống Cái gì cũng không cần để ở trong tâm Nhất định không được có ân oán Người khác hủy bán đối với tôi Thậm chí là lăng nhục tôi, hãm hại tôi Tôi đều cảm tạ Tuyệt đối tâm không khởi một niệm sân khỏe Điều này tôi làm được rồi Vì sao phải cảm tạ Họ tiêu nghiệp chướng cho tôi Nếu như tôi có lỗi lầm Họ nói tôi Tôi cảm tạ họ Họ nhắc nhở tôi Tôi phải sửa lỗi đổi mới Nếu tôi không có Họ mắng oan tôi Thì là đã tiêu đi tốt nghiệp Trong đời quá khứ của tôi rồi Đời này tôi không có Có thể đời trước tôi có Cho nên Hết thảy đều dùng tâm cảm ơn Tâm cảm tạ Bạn nói xem vui sướng biết bao Ngàn ngữ xưa nói Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái Một người tinh thần tốt Thân thể tốt Không có gì khác Bạn đang sống ngay trong vui sướng Sự vui sướng này từ đâu mà có Không phải đến từ bên ngoài Mà là từ nội tâm Pháp hỷ sung mãn khổng tử ở trong luận ngữ có nói học rồi thường thực hành chẳng phải vui lắm sao đây là vui sướng thật sự không phải từ bên ngoài đến đi ra ngoài tìm niềm vui tôi thường hãy lấy thí dụ nói điều đó giống như là người thế gian nói là hít heroin chích ma túy bạn nhất thời vui sướng nhưng cái giá phải trả của bạn quá nặng rồi cho nên vui sướng phải từ trong tâm mà lưu lộ ra bên ngoài Phải pháp hỷ sung mãn Vậy thì đúng rồi Câu hỏi thứ năm Khi đi ngủ trong mộng biết mình đang nằm mộng Loại tình hình này có tính là nằm mộng hay không ạ? À? Là nằm mộng Không những loại sự việc này là đang nằm mộng Chúng ta hiện nay khi đang tỉnh táo cũng đang nằm mộng mà Đại sư Vĩnh Gia dạ ở trong chứng đạo ca nói rất hay Rõ ràng trong mộng có sáu cõi Giác rồi không, không cả đại thiên Cho nên Phật ở trên Kinh Kim càng nói Lục đạo thập pháp giới Đều là mộng huyễn bào ảnh Như xương như điện chớp Nên quán sát như thế Đừng xem đó là thật cả đời này của chúng ta Đời đời kiếp kiếp đều là đang ở trong cảnh mộng Khi nào tính lại vậy Tính lại thì đến nhất chân Pháp giới Thoát ly khỏi thập Pháp giới Thì đúng là đã tính lại rồi Chúng ta biết Thoát ly khỏi thập Pháp giới Là viên giáo sơ trụ Bồ Tát Biệt giáo sơ địa Bồ Tát Đây là điều mà chúng ta phải nỗ lực Chúng ta thật sự ở ngay trong đời này Làm không được thì cầu sanh tịnh độ vậy Cầu sanh tịnh độ Chỉ cần sanh đến tịnh độ Cho dù là hạ hạ phẩm Ở cõi phạm thánh đồng cư Cũng thật sự là tính lại rồi Đây là sự thù thắng không gì sánh bằng Của Tây Phương tịnh độ Không thể không biết Đó là được oai thần 48 nguyện của a di Đà Phật gia trị Thế giới Tây Phương cực lạc là, là thế giới bình đẳng Cho dù có bốn cõi ba bậc chính phẩm Nhưng nó là một thế giới bình đẳng Cho nên đến thế giới Tây Phương cực lạc Bạn có thể thân cận Di Đà Có thể thân cận chư Phật Mười Phương Có thể thân cận văn thù phổ hiện, quán âm thế chí những vị đẳng giác Bồ Tát này Cho nên Trên Kinh nói rất rõ ràng Giảng sanh hạ hạ phẩm cũng là A Duy Việt Trí vị cũng cư khôi rồi A Duy Việt Trí là tiếng Ấn Độ Tiếng Trung Dịch là Bồ Tát Ở bậc bất thoái chuyển Bồ Tát bất thoái chuyển là địa chỉ gì? Từ thất đi trở lên chân thật không thoái chuyển. Các ngài có phải là thất địa trở lên không? Trên thực tế các ngài không phải, nhưng các ngài được sự giá trị của bổ nguyện, oai thần, di đà, trí huệ của các ngài, thần thông của các ngài, đạo lực của các ngài đại khái tương đương với thất địa bồ tát. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn khó tin khó tin không phải là người phàm phu chúng ta khó tin mà rất nhiều bồ tát la hán không tin tưởng họ tu suốt bao đời bao kiếp đều không đạt được làm sao bạn lại dễ dàng đạt được như vậy nhưng đây là thật không phải là giả câu hỏi thứ sáu người nhà Giảng sanh báo mộng Nói chữ ở cổng chính vào thế giới cực lạc Là dùng màu đen để viết Hơn nữa Con đường còn xa Xin hỏi Nói như vậy liệu có đáng tin không Vì sao lại có loại tình hình này Phật ở trên kinh có một câu nói là Tổng nguyên tắc Chúng ta phải nhớ kỹ Phải tin sâu không nghi câu nói đó là hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh cảnh giới trong mộng của bạn từ đâu mà có từ tâm bạn nghĩ tưởng biến hiện ra nhà khoa học nói là ý thức trong mộng là tâm ý thức khởi tác dụng nói được như vậy cũng rất gần rồi nhưng phật nói rất rõ ràng ý thức cũng phải gặp duyên trong a la gia thức Có hạt giống tập khí Nghiệp tập này Khi ở trong mộng Chính là bản thân bạn Không khống chế nổi Cũng chính là nói Sự phân biệt chấp trước của bạn Hơi buông lỏng một chút Thì hạt giống này chạy ra Hiện ra cái tướng này điều này chúng ta có thể lý giải cũng có thể cảm nhận được đây là cảnh mộng phật ở trên kinh điển cũng dẫn rất nhiều về cảnh mộng đây là một loại cảnh mộng thông thường giống như câu hỏi dưới đây người nhà giảng sanh báo mộng báo mộng là có Có sự việc này Sự việc mà họ nói Chữ ở cổng cực lạc thế giới Là viết bằng Màu đen Hơn nữa Đường vào rất xa Đây là Hết thảy pháp từ tâm tưởng sanh bạn xem thấy là chữ màu đen người khác xem thấy là chữ màu đỏ bạn xem thấy con đường rất xa người khác có thể xem thấy con đường rất gần không giống nhau giống như rất nhiều người cùng vào chầu trong động phạm âm ở núi phổ đà nhìn thấy quan âm không như nhau quan âm bồ tát hiện thân tôi chưa từng đến pháp sư thánh nhất từng đến rồi Hình như là vào năm 1982 Các thầy là ba vị Pháp Sư Là ba người xuất gia Đều là từ Hồng Kông mà đi Ở trước cửa động phạm âm Đã lễ suốt nửa giờ Quan âm Bồ Tát xuất hiện rồi Ba người đều rất hoan hỷ Trên đường về nhà đã bàn vấn đề này Thầy nhìn thấy quan âm Bồ Tát như thế nào Kết quả cả ba người nhìn thấy không như nhau Nhìn thấy cùng lúc nhưng không như nhau Pháp Sư Thánh Nhất nhìn thấy là thân kim sắc Toàn thân là kim sắc Đội mũ tỳ lô Giống như mũ và Bồ Tát địa tạng đội gì đội mũ tỳ lô vô cùng trang nghiêm một vị pháp sư khác nhìn thấy giống như quán âm bạch y mà người thông thường chúng ta nhìn thấy vị pháp sư thứ ba nhìn thấy là thân tỳ kheo là hình tướng nam chúng xuất gia đồng thời lễ bái đồng thời nhìn thấy nhưng không như nhau thí dụ này có thể cho chúng ta làm tham khảo Câu hỏi tiếp theo Có vị cư sĩ bị nằm liệt trên giường suốt hơn 20 năm Nghe Ngài giảng kinh niệm Phật vô cùng kiền thành Gần đây thường thấy có ánh sáng nhu hòa Nhưng không nhìn thấy Phật đến tiếp dẫn Xin hỏi Người nhà vị cư sĩ này phải nên làm thế nào để giúp đỡ anh ấy phải tiếp tục khuyên anh ấy niệm Phật Nhìn thấy ánh sáng hay không nhìn thấy ánh sáng không quan trọng Đừng chấp trước về những sự việc này Chỉ cần càng kiên thành Càng tăng thêm tính tâm, nguyện tâm Như vậy thì tốt Thứ hai, người nhà vị cư sĩ này 20 năm trước đã từng đánh chết hai con rắn Xin hỏi Đây là quả báo của việc đánh chết rắn liên lụy đến vị cư sĩ này phải không điều này cũng có khả năng có loại hiện tượng này bạn phải làm siêu độ cho hai con rắn này tốt nhất là bạn nên trao đổi với chúng loài rắn rất linh chúng cũng có hồn quỷ nên nói chuyện với chúng đàm phán điều kiện với chúng Thí dụ như nói chúng tôi tụng 100 bộ kinh địa tạng Niệm một dạng tiếng Phật hiệu Hoặc là niệm 10 dạng tiếng Phật hiệu hồi hướng cho các vị Hy vọng các vị phát nguyện cầu sanh tịnh độ Xin đừng tới báo oán nữa Hoàng oan tương báo Đời đời kiếp kiếp không ngừng dứt Hai bên ai nấy đều phải chịu khổ nạn ở trong tình hình thông thường những linh quỷ này đều rất hợp tác sự việc này tôi gặp rất nhiều trường hợp không hợp tác rất ít có lúc điều kiện không đủ họ muốn tăng thêm cái này có thí dụ như chúng tôi nói một trăm bộ kinh địa tạng họ không đủ vì chúng tôi nói ba trăm bộ có được không họ liền gật đầu rồi đi có mặt cả trả giá nhưng đều sẵn sàng hóa giải cho nên sự việc này phải hóa giải Hoàng gia nên giải không nên kết Câu hỏi thứ 8 Con gái của con tinh thần bình thường Nhưng vọng tưởng vô cùng nhiều Bác sĩ nói nó Bị tâm thần phân liệt Bản thân nó cũng không có cách gì tập trung sức chú ý Mặc dù nghe kinh niệm Phật Cũng có thể đọc thuộc kinh vô lượng thọ Nhưng không cách gì có thể khắc phục được vọng tưởng Xin hỏi phải làm sao Cái sự việc này Tôi không biết nhà bạn ở đâu Phòng của cô ấy Có hình dạng như thế nào Sẽ có liên quan đó khi tôi ở úc châu một người hàng xóm họ muốn bán nhà của họ cho chúng tôi chúng tôi đi xem sau khi xem rồi vợ chồng họ cùng ba cô con gái sau khi xem nhà rồi tôi nói con gái của các vị có phải từ sớm đến tối thường nghĩ tưởng lung tung họ nói đúng rồi làm sao thầy biết người trung quốc đối với điều này nghiên cứu rất sâu nhà ở phải rất là vuông dứt tôi đi xem phòng ở của con gái của họ đều không phải là phòng có quy củ vuông vắng nếu không phải tam giác thì cũng là lục giác loại phòng này làm phòng khách thì không sao thông thường nói cái loại phòng ốc này không có quy củ hình tròn cũng được hình vuông cũng được không được có góc nhọn ở trong phòng mà có góc nhọn thì đại khái một trăm ngày sẽ xuất hiện vấn đề cô ấy sống ở trong đó được mấy năm cho nên tôi hỏi họ quả nhiên không sai tôi thấy rồi mỉm cười sau đó chúng tôi cũng không mua nhà họ sự việc này là một lão tiên sinh xem phong thủy nói cho chúng tôi tôi mới dùng lời này của ông mà đi xem thử khắp nơi quả nhiên là như vậy rất là hữu hiệu cho nên môi trường sống chúng ta gọi là từ trường sẽ ảnh hưởng đến một người nếu người này có định lực không chịu ảnh hưởng của môi trường bên ngoài thì không sao cho nên ví như một nơi rất kỳ quái Người chân thật có đạo Người chân thật tu hành Thì họ không bị làm sao Người thông thường thì không được Không có loại công phu này Họ không ngăn nổi sự dụ hoặc Quấy nhiễu của môi trường bên ngoài Thì sẽ xuất hiện một số vấn đề rồi câu hỏi tiếp theo hiện nay khí hậu toàn cầu dị thường vô cùng rõ ràng khiến cho con người lo lắng lão pháp sư nói việc cấp bách lúc này là hóa giải hết thảy xung đột đối lập xin hỏi đối với tai nạn cấp thiết trọng đại như vậy làm thế nào có thể chân thật nhanh chóng đạt được hiệu quả sự việc này cộng nghiệp của chúng sanh chúng ta đều biết đương nhiên chúng ta toàn tâm toàn lực kêu gọi gần đây Tôi đối với hai tổ chức Liên Hiệp Quốc Cũng đang liên hệ Trụ sở hành chính của Liên Hiệp Quốc ở New York Ở Paris là tổ chức UNESCO Liên Hiệp Quốc Cho nên tôi cảm thấy Có thể cũng là do trời cao an bài Hiện nay tổng thư ký của hai tổ chức Liên Hiệp Quốc này Chính là người lãnh đạo của họ Đều là người phương Đông Chúng ta giới thiệu văn hóa phương Đông cho họ sẽ dễ tiếp nhận hơn. Tổng thư ký Liên hiệp quốc ở Paris là người Nhật Bản. Chúng tôi cũng đã gặp mặt mấy lần. Tháng 10 năm ngoái, chúng tôi tổ chức hoạt động tại trụ sở Paris. Chúng tôi đã gặp mặt nhiều lần, cũng rất là quen thuộc. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ở New York Bên đó nghe nói đã thay đổi rồi Là người Hàn Quốc Nghe nói tổ tiên của ông ấy là người Hà Nam Cho nên chúng tôi rất dễ nói chuyện với nhau Cho nên năm nay Tôi có hai nơi có ý nghĩa để đến thăm Hy vọng Liên Hiệp Quốc dẫn đầu Phải dùng phương tiện truyền thông Phải truyền bá để khuyên mọi người đoạn ác tu thiện Tích công lũy đức Việc này mới có thể chân thật Hóa giải vấn đề May mắn là hiện nay Họ cũng đều có suy nghĩ này Cuối năm ngoái UNESCO tổ chức một hội nghị quốc tế Ở đảo Bali, Indonesia Họ có thỉnh mời tôi Thảo luận chủ yếu Chính là thảo luận về phương tiện truyền thông như truyền hình Internet ngày nay Nội dung quá nữa là tiêu cực Bạo lực sắc tình Sát đạo dâm vọng Điều này gây tổn hại vô cùng lớn Đối với xã hội Làm thế nào có thể chuyển hướng nó về những thứ tích cực Giống như tuyên dương luân lý đạo đức nhiều một chút Bạo lực sắc tình phải làm giảm nhiều hơn Tốt nhất có thể không có Có hơn 30 quốc gia tham dự Chúng tôi cũng đạt được sự đồng thuận Nhưng thực hiện như thế nào Đây là vấn đề Tôi nghĩ năm nay tôi đi tham dự Chủ yếu chúng tôi thảo luận việc thực hiện như thế nào Liên Hiệp Quốc ở New York Năm ngoái họ cũng phát khởi Một hoạt động rất tốt Họ muốn tìm một thành phố ở châu Á để làm thí nghiệm, làm ra một thành phố kiểu mẫu về hòa bình. Đây là lý tưởng rất hay. Tôi ở Thang Trì làm được một thị trấn kiểu mẫu về hòa bình, làm thành công rồi. Cho nên họ đã liên hệ với tôi. Tôi nói thị trấn kiểu mẫu này của tôi có thể cho các bạn làm tham khảo. Mở rộng thị trấn kiểu mẫu chính là thành phố kiểu mẫu tôi muốn kiến nghị với họ hy vọng liên hiệp quốc thúc đẩy mỗi một đất nước ít nhất đều phải có một thành phố kiểu mẫu thành phố an định hòa bình kiểu mẫu quốc gia lớn thì hy vọng có thể có hai ba bốn điểm kiểu mẫu như vậy dần dần thúc đẩy xác thực là thế giới an định hòa bình vẫn là có hy vọng cho nên phải rất nỗ lực mà làm không có người thúc đẩy thì không được nhất định phải có một nhóm nhân sĩ nhiệt tâm may mà hiện nay còn có có một nhóm nhân sĩ nhiệt tâm chúng ta cùng nhau đi thúc đẩy sự việc này Câu hỏi tiếp theo Nghe nói bộ phim 23 tập Liễu Phạm Tứ Huấn Là do Lão Pháp Sư bên này giúp đỡ Nhưng nghe nói vì vấn đề bản quyền Mà không thể phát sóng trên truyền hình Không biết là do nguyên nhân gì Bộ phim Du Tịnh Ý Công có thể phát sóng công khai không? Việc phát sóng tôi cũng không rõ lắm Tôi cũng chưa từng hỏi qua Có thể đĩa DVD đã sản xuất rồi Tôi nghĩ có một số nơi Sau khi họ xem thấy rồi cho rằng rất hay Đều có thể phát sóng Điều này chúng tôi cũng đang trong quá trình Nỗ lực thúc đẩy Câu hỏi thứ 11 Con làm việc trong đạo tràng Thì luôn có ý kiến của cá nhân bên trong Khi phiền não đến Nói chung không khống chế nổi có nên điều chỉnh tâm thái của mình như thế nào để phát được chân tâm vì chúng sanh phục vụ vấn đề này là vấn đề giáo dục vì sao chúng ta thường hay bốc đồng khăng khăn giữ ý kiến của chính mình không chịu nhẫn nhượng cho nên đây là giáo dục nếu chúng ta biết học đệ tử quy rồi Học tốt rồi Sự việc này sẽ không còn nữa Xã hội trước đây từ nhỏ Đệ tử quy là được dạy từ nhỏ Cho nên từ nhỏ đã biết Nhấn nhường Cả đời này của tôi Năm nay sống đến hơn 80 tuổi rồi Cả đời có thể trải qua được rất bình an, trải qua được rất vui vẻ, chính là biết nơi nơi nhẫn nhường. Từ chỗ nào học được vậy? Trước năm 10 tuổi, tôi sống ở nông thôn. Là cha mẹ dạy, thầy giáo dạy. Thầy giáo lúc đó là tư thục. Giáo dục truyền thống của chúng ta đều là dạy hiếu thân, tôn sư. đều là dạy luân lý đạo đức cho bạn dạy nhân quả báo ứng cho bạn chúng tôi là được cấm gốc từ nhỏ hết thảy việc nếu có thể nhẫn nhường một bước thì chẳng phải biển rộng trời cao rồi sao người khác làm việc này ta có thể làm tốt hơn họ nhưng cho dù họ làm không tốt bằng ta có thể làm được là tốt rồi nếu có tổn hại quá lớn chúng ta sẽ khuyên bảo họ Khuyên bảo không nghe Thì chúng ta có thể rời đi Ta cũng không phá hoại đạo tràng này Cho nên nhất định phải học nhẫn Học Phật Nhẫn là mấu chốt thành bại Bạn xem trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta Nhất thiết Pháp đắc thành ư nhẫn Chữ nhất thiết Pháp này là hết thảy Pháp thế xuất thế gian nếu bạn muốn thành tựu gì thì phải nhẫn nại thành tựu lớn thì phải có đại nhẫn nại thành tựu nhỏ thì phải có tiểu nhẫn nại bồ tát thành phật khảo nghiệm sau cùng là bị ca lợi dương cắt xẻo thân thể nhẫn nhục đến mức như vậy mà Bồ Tát có thể nhẫn Không có một mảy may tâm sân khỏe Hơn nữa còn phát nguyện Tương lai khi ta thành Phật Đầu tiên là sẽ độ ông Bạn xem từ bi biết bao Cho nên phải học nhẫn nhượng Từ nhẫn nhượng nâng lên chính là lễ nhượng Lễ nhượng còn cao hơn nhẫn nhượng một bậc chúng ta phải ở nơi này chân thật tu học đây là chân thật hạ công phu câu hỏi tiếp theo nếu có thể tu hành đến đột phá không gian duy thứ xem thấy chúng sanh cõi quỷ thì có đáng sợ không sẽ không nếu bạn đột phá tầng không gian này mà nhìn thấy quỷ thì cũng giống như nhìn thấy người vậy bạn có thể tương tác với họ Quỷ cũng không phải là tùy tiện hại người Rất có thể việc chung sống với quỷ thần Còn dễ hơn là chung sống với người Câu hỏi thứ 13 Đệ tử từ nhỏ Rất nhút nhát Đặc biệt sợ ma Con biết rõ điều này là chướng ngại đối với tu hành Nhưng con vẫn không sao đột phá được Xin hỏi phải nên làm thế nào Niệm Phật là tốt nhất bạn nhất tâm nhất ý Thường xuyên niệm A-di-đà Phật Phật lực gia trì cho bạn Tam bảo gia trì bạn Chắc chắn đối với bạn Sẽ có thu hoạch Ngoài sức tưởng tượng Câu hỏi thứ 14 ở trong đạo tràng làm việc vì hộ trì đạo tràng khi chấp hành những quy củ mà đạo tràng chế định lại đắc tội với người khác xin hỏi có như pháp không liệu có nhân quả không mà phải nên làm chấp sự sao cho tốt hiện nay làm việc cho đạo tràng khó đúng thật là vô cùng khó khăn người chấp sự không phải là phạm phu giống như trường mẫu giáo vậy Chúng ta đến tu hành Đều là những bạn nhỏ Ở trường mẫu giáo Chấp sự là cô giáo dạy trẻ Cho nên người chấp sự trong đạo tràng là Bồ Tát Không phải người thông thường Bồ Tát có vô lượng trí huệ Có vô lượng phương tiện thiện xảo Khi Đang chấp hành nhiệm vụ Thì các ngài dùng thái độ nghiêm khắc để giáo huấn nhưng người ta sẽ kính sợ đối với các ngài vừa sợ các ngài vừa yêu quý các ngài đây chính là bồ tát nếu khi bạn chấp hành mà đắc tội với người người ta có oán hận vậy thì sai rồi oán hận oan già nên giải không nên kết cho nên việc này là việc khó làm không phải người bình thường làm được trong đây có nhân quả nhân quả thì xem mức độ oán hận của đối phương mức độ oán hận sâu thì họ nhất định muốn báo thù vậy thì không có cách gì đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không ngừng không dứt nói chung nhất định phải nghe kinh nhiều phải tu hành nhiều duy chỉ có nghe kinh tu hành thời xưa tất cả chấp sự trong đạo tràng đều là người tu hành sau khi về hưu nhận lấy công việc này cho nên kinh nghiệm của họ rất phong phú họ cũng nhận được sự tôn kính của người cho nên ở thời đại trước đây đại khái pháp sư giảng kinh thông thường pháp sư tu hành Giống như ở niệm Phật đường lãnh chúng Ở thiền đường lãnh chúng Từ 70 tuổi trở lên Thì về hưu Về hưu đi làm hộ pháp Đi làm người hộ trì Cho nên họ có kinh nghiệm Họ cũng biết Cảnh giới của người tu hành Người tu hành công phu đắc lực hay không đắc lực Họ có thể giúp đỡ nhanh chóng Đạo tràng hiện nay khó đặc biệt chúng ta ở nơi này bạn nói đây là đạo tràng cũng được bạn nói không phải là đạo tràng cũng được bởi vì không phải là chùa chiền chính quy cho nên chúng tôi thành lập một hiệp hội giáo dục phật đà mọi người cùng nhau tu học cho nên vì sao phải đặc biệt xem trọng đệ tử huy xem trọng thập thiện nghiệp đạo Xem trọng thái thượng cảm ứng thiên Ba thứ này biết học rồi Đạo tràng đó của chúng ta Bất luận là chấp sự hay là đồng tu Thì đều có thể chung sống hòa mục Có thể hợp tác lẫn nhau Nếu ai nấy đều không học Thì đạo tràng là đạo tràng đấu tranh Bạn đi đâu mới thấy được đạo tràng lục hòa kính chứ Đạo tràng nhỏ có hai người ở ngày ngày đều cãi nhau bạn còn có cách gì không? Đây là hiện tượng mạc pháp Đây là hiện tượng Phật Pháp suy đến chỗ cực điểm Chúng tôi xem thấy rồi rất đau lòng Có phương pháp gì không? Chính mình nghiêm túc nỗ lực tu học Càng ở trong quan cảnh này Càng phải gấp rút dụng công Vì sao vậy? Chúng ta không có năng lực thành tựu người khác Ít nhất phải thành tựu chính mình nếu chính mình không thể thành tựu cả đời này của bạn luống qua vô ích rồi đó gọi là thật sự đáng tiếc cho nên chúng tôi thường khuyến khích người ở đạo tràng hộ trì đạo tràng thực sự chính mình không thể nào nhẫn chịu nhưng chúng ta cũng đừng đắc tội với người khác chúng ta có thể rời bỏ công việc này có thể tự chức đến như trong đạo tràng người nào đó đi làm thì đó là việc của họ đạo tràng có thể làm thành hay không hoặc là đạo tràng hoàn toàn thất bại Sụp đổ rồi thì đây là nghiệp báo của chúng sanh khu vực này Chúng sanh khu vực này có phước Tự nhiên có người tốt đến hộ trì Đến làm Không có phước báo Thì Phật Bồ Tát đến cũng chẳng có tác dụng gì Cho nên là phước báo của chúng sanh Bản thân chúng ta chỉ có nguyện lực Nhưng bạn phải hiểu là Phật ở trên kinh thường nói Tâm Phật chúng sanh Tam vô sai biệt nguyện chúng ta phát ra so với nghiệp lực của chúng sanh là bình đẳng nguyện lực của chúng ta kết hợp với phật lực mới giúp đỡ được cho chúng sanh nếu chúng ta không có sự gia trì của phật lực chúng ta sẽ không có cách nào chống lại nghiệp lực của chúng sanh không có cách gì chống lại vào lúc này chính mình phải khéo tu hy vọng chính mình đến thế giới cực lạc thành phật rồi thừa nguyện tái lai tái lai cũng không muộn đạo lý này nhất định phải hiểu cho nên nhất định không được miễn cưỡng như vậy mới tốt Câu hỏi tiếp theo Xin hỏi cư sĩ Quải đơn đến đạo tràng Nếu đã cúng dường đạo tràng rồi Liệu có cần phải góp chi phí Ăn ở và sinh hoạt hay không Như này tình hình mỗi đạo tràng không như nhau Hình như tôi nghe nói Có một số đạo tràng Cần phải góp tiền Phải đập tiền cơm nước hàng ngày Có một số đạo tràng Họ phân phối cho bạn một số công việc Họ không thu tiền của bạn rốt cuộc kiểu nào như pháp kiểu nào không như pháp điều này rất khó nói trong đây có rất nhiều nguyên nhân chúng ta không nên đi phê bình người khác chính chúng ta có bao nhiêu năng lực thì làm bấy nhiêu nếu không có năng lực chính chúng ta cũng đừng miễn cưỡng như vậy mới tốt nhưng phật dạy chúng ta bố thí càng thí càng có nhiều Tôi ngay trong quá trình tu học 56 năm có được chứng minh Những năm trước tôi ở Singapore Tôi rời Singapore đã được 4 năm Lúc khi tôi còn ở Singapore Cư sĩ Lâm Singapore Cúng dường ăn uống cúng dường cả ngày miễn phí vô điều kiện mỗi ngày ba bữa còn có điểm tâm buổi tối cũng có trà nóng cũng có mì nóng tối khuya cũng cúng dường lúc nào bạn đều cũng có thể đến ăn tin phật không tin phật cũng được tuyệt đối không hỏi bạn có phải là phật tử không không hỏi điều này đây là bố thí rộng khắp sau khi làm rồi đúng thật là singapore chỉ có một nơi như vậy người biết nhiều rồi tặng gạo tặng mì tặng rau tặng dầu chúng tôi đều không cần bỏ tiền ra mua người giúp đỡ trong đó toàn là nghĩa công một ngày có một hai trăm nghĩa công Mỗi ngày ăn uống hơn một ngàn người Ngày cuối tuần cao nhất đạt đến bốn ngàn người Vô cùng náo nhiệt Cho nên rất nhiều người thấy kỳ lạ Tiền của các vị ở đâu ra Chính chúng tôi cũng không biết Cứ như vậy có thể duy trì Hình như được ba năm Duy trì khoảng được ba năm Sau khi tôi rời khỏi thì tôi không biết nữa Hình như nghe nói hiện nay không còn nữa Cho nên Phật dạy chúng ta Càng bố thí càng nhiều Thí tài thì được tài phú Bố thí pháp thì được thông minh trí huệ Bố thí vô úy thì được khỏe mạnh trường thọ Bạn chỉ cần Nghiêm túc nỗ lực đi tu ba cái nhân này Nhất định sẽ đạt được quả báo Nhưng đạt được quả báo rồi Không được hưởng vừa hưởng thụ quả báo thì phiền não sẽ hiện tiền tham sân si tăng trưởng có tổn hại rất lớn đối với đạo nghiệp có phước báo thì phải đem phước báo đó tiếp tục bố thí ra như vậy là tốt nhất vĩnh viễn giữ gìn tâm địa thanh tịnh của chính mình cả đời này tôi chưa từng xây dựng đạo tràng điều này mọi người đều biết cả đời không có đạo tràng chỗ ở của tôi ở hồng kông là do bà trần cúng dường cúng dường như thế nào chỉ có quyền sử dụng sở hữu tài sản là của bà tôi không cần sở hữu tài sản muốn sở hữu tài sản thì phiền phức sẽ đến tôi có quyền sử dụng chính là cho tôi mượn dùng rất hiếm có bà cho tôi một chiếc chìa khóa tôi có thể mở cửa vào nhà Tôi ở đó Tất cả chi phí thông thường Chi phí điện thoại Chi phí điện nước Những thứ này tôi đều không biết Đều do bà chi trả Điều này rất là như pháp Nếu như tặng quyền sở hữu cho tôi Những chi phí này tôi đều chịu trách nhiệm Tôi còn phải nghĩ cách đi kiếm tiền Vì thì rất thống khổ rồi Cái gì cũng không cần Thì mới nhẹ nhàng Mới tự tại Câu hỏi tiếp theo. Xin hỏi nhân viên làm việc ở đạo tràng, quản lý quỹ tiền của đạo tràng, nếu đời này không liễu đạo, liệu có phải mang lông đội sừng để trả không? Không phải, bởi vì bạn là nhân viên làm thuê trong đạo tràng, bạn không phải đến tu đạo. Điều này không cần thiết. Người đến đạo tràng để tu đạo, tiếp nhận cúng dường của tứ chúng Vậy thì bạn phải nghiêm túc tu hành Nếu bạn không nghiêm túc tu hành Đời này không liễu đạo Thì băng lông đội sừng mà đã Bạn là nhân viên được thuê đến làm Thì không có vấn đề gì Bởi vì bạn không phải là đến tu hành Bạn đến để làm việc Ở trong đạo ràng có một số nhân viên thường trụ Lấy pháp bảo ở chỗ lưu thông Lấy danh nghĩa cá nhân để kết duyên với người khác Như vậy có tính là phan duyên không? Có thể được bởi vì pháp bảo là phải lưu thông người nào cầm đi lưu thông chúng ta đều hoan nghênh thậm chí họ lấy đi bán chúng ta cũng hoan nghênh vì sốc gì người mua nói chung đều sẽ xem đều có chỗ tốt chúng ta không nên phân biệt không nên chấp trước những điều này lưu thông pháp bảo càng rộng càng tốt người nào đi lưu thông chúng ta cũng đều hoan nghênh thái độ như vậy là được Câu hỏi thứ 18 Nếu chúng xuất gia dùng tiền tiết kiệm của mình Khi còn tại gia để cúng dường đạo tràng Tự trả phí sinh hoạt của bản thân Nhưng đời này chưa thể liễu đạo Đời sau có quả báo gì Quả báo vẫn là sẽ có Quả báo này Chính nghiệp lực đang làm chủ vận mệnh của bạn Nếu bạn không thể liễu đạo bạn vẫn có luân hồi Bạn luân hồi đến cõi nào đó Là do nghiệp lực của bạn đang chi phối Chính bạn cũng không làm chủ được Vì sao chính mình Nộp chi phí sinh hoạt Đây là một cách nói khác Bạn là người xuất gia người xuất gia có hình tượng của người xuất gia phải xem trọng điều này không thể nói tôi dùng hình tượng xuất gia bản thân tôi trước giờ có tiền tiết kiệm có thể nuôi sống chính mình thì tôi có thể tùy tiện một chút vậy thì bạn đến phật môn đã phá hoại hình tượng phật môn tôi này rất nặng cho nên chúng ta phải xem xét đại thể chính mình chịu tổn hại lớn đến đâu cũng không được phá hoại hình tượng nơi cửa phật chúng ta phải để xã hội đại chúng coi nhận xét tốt đối với phật giáo coi tâm cung kính đối với phật pháp thì chúng ta mới không có lỗi với phật nếu chúng ta làm không như pháp để cho xã hội đại chúng có phê bình ác ý đối với chúng ta chúng ta làm sao có thể không có lỗi với Phật. Phải hiểu cái đạo lý này. Chính mình có tiền hay không có tiền không quan trọng, đó lại là một vấn đề khác, không thể gộp chung lại làm một được. Cho nên học Phật phải nghiêm túc tu hành. Đệ tử Phật tại gia nhất định phải làm được thập thiện nghiệp tôi thường nói đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiên nghiệp đệ tử quy cảm ứng thiên là nền tảng làm người người còn làm không tốt mà làm sao có thể học phật bạn xem kinh phật vừa mở ra thiện nam tử thiện nữ nhân chữ thiện đó là có tiêu chuẩn tiêu chuẩn còn cao hơn mức này tiêu chuẩn thiện nam tử thiện nữ nhân là thập thiện nghiệp đạo Tiêu chuẩn thiện của người xuất gia là sa di luật nghi Cho nên chúng tôi rất cảm thán Người xuất gia không làm được sa di luật nghi Đồng tu tại gia không làm được thập thiện nghiệp đạo Cho nên nhiều năm nay Chúng tôi cực lực đang đề xướng đệ tự quy cảm ứng thiên Điều này có ý nghĩa gì? đây không phải ngoại đạo cũng có rất nhiều người phê bình tôi nói đây không phải là kinh điển phật giáo vì sao lại đề xướng cái này học tập cái này chứ tôi nói rất rõ ràng tình nghiệp tam phước là nguyên tắc chỉ đạo tối cao trong việc tu hành của đồng học tịnh tông chúng ta Điều đầu tiên của nó là Hiếu dưỡng phụ mẫu Phụng sự sư trưởng Từ tâm bất sát Tu thập thiện nghiệp Là điều đầu tiên Hiếu thân tôn sư Thực hiện ở đệ tử quy Làm được đệ tử quy rồi Thật sự là hiếu thân tôn sư Từ tâm bất sát tôi đem nó thực hiện ở cảm ứng thiên thiện nhân thiện quả ác nhân ác báo câu sau cùng nói rất rõ ràng tu thập thiện nghiệp tôi nói ba thứ này là y theo điều thứ nhất trong tịnh nghiệp tam phước đệ tử quy cảm ứng thiên thập thiện nghiệp đây là gốc chúng ta không cấm gốc từ chỗ này cho nên không có cách gì tu học vì sao sa di luật nghi khó làm như vậy tam quy ngũ giới cũng làm không được nếu bạn muốn có ba nền tảng này thì rất dễ thôi dễ như trở bàn tay thời xưa đệ tử phật đều có thể làm được vì sao hiện nay chúng ta không làm được gì nghĩ đi nghĩ lại vốn dĩ ba cái góc này của chúng ta bị đứt đoạn ít nhất ba thế hệ rồi cũng khó trách hiện nay chúng ta khôi phục lại thì có khó khăn nhưng vẫn còn có thể không phải làm không được nếu làm không được thì phật giáo sẽ bị diệt vong nhất định phải nghiêm túc nỗ lực cứu chính mình cứu phật giáo cho nên không có góc không được Điều này quan trọng hơn bất cứ thứ gì Hy vọng các đồng học Không được lơ là Nếu không có đệ tử quy Bạn nhất định sẽ làm không được thập thiện nghiệp Làm không được thập thiện nghiệp Thì bạn nhất định không làm được sa di luật nghi Cho nên ngày nay chúng ta là bắt đầu làm từ đầu Cấm gốc từ chỗ nền tảng nhất Như vậy mới được cứu chân thật giác ngộ cho dù tuổi tác lớn rồi mất bò mới lo làm chùa cũng không xem là muộn hãy nỗ lực thật tốt dùng nền tảng này để niệm phật cầu sanh tịnh độ thì chắc chắn giảng sanh không có nền tảng này niệm phật cầu sanh tịnh độ là nguyện vọng của bạn có thể đạt được hay không thì đó là vấn đề rồi nếu chân thật có nền tảng này thì có thể tin cậy cho nên không thể không biết điều này câu hỏi tiếp theo sư phụ từng nói có nghi hoặc đối với thiện tri thức là ma đến quấy nhiễu Nhưng thỉnh thoảng Khởi tâm nghi đối với thiện tri thức Mặc dù có thể khống chế Nhưng không có cách gì hoàn toàn trừ bỏ Xin hỏi làm thế nào để nâng cao tính tâm của chính mình Đây cũng phải là có thiện căn Không có thiện căn thì không được Mặc dù thiện tri thức không dễ gặp Có thể gặp Không thể cầu Gặp được không phải là một mình tôi Tôi gặp được ba vị thầy Là chân thiện tri thức Tiên sinh phương Đông Mỹ Đại sư Trương Gia Thầy Lý Bỉnh Nam Đều là thiện tri thức chân thật Người gặp được họ có nhiều không? Nhiều, quá nhiều Nhưng thành tựu thì không có mấy người Nguyên nhân là gì? niềm tin đối với thầy ấn quan đại sư nói rất hay một phần thành kính được một phần thành tựu hai phần thành kính là hai phần thành tựu mười phần thành kính là mười phần thành tựu cùng lên lớp nghe giảng như nhau sự thể hội điều đạt được của mỗi học trò là không như nhau khác biệt ở chỗ nào là ở tâm cung kính đối với thầy Có tâm cung kính thì có thể được lợi ích Tôi cùng với các bạn học thông thường học tập với Thầy Thứ tôi đạt được nhiều hơn người khác Bạn muốn hỏi nhiều ở chỗ nào Xác thật là Thầy biết rất rõ, rất rõ ràng Tâm cung kính của tôi cao hơn đồng học thông thường một chút Tôi đưa ra một thí dụ Khi hành lễ gặp mặt Đối với Thầy Nhất định là lễ cuối sâu 90 độ Hỏi đáp nhất định là vô cùng quy củ Không dám tùy tiện Tôi viết gì cho Thầy Thì chữ viết của tôi vô cùng ngay ngắn Rất có quy củ đa phần tôi đều là dùng bút lông để viết nhất định không viết vội vàng những thái độ văn tự này đều thể hiện tâm của bạn là định tâm thanh tịnh tâm là định thì đây chính là cung kính khi còn trẻ tôi vô cùng nghèo khổ Đối với thầy Cả ba vị thầy đều như nhau Một xu tiền cúng dường tôi cũng không có Không có năng lực này Chỉ có tâm cung kính để cúng dường Cho nên thầy đối với tôi cũng đặc biệt Quan tâm chăm sóc Vì vậy không phải là cúng dường Vì mặt tài vật Cái này khó Đến thời của tôi bạn xem tôi mỗi ngày nhìn thấy vấn đề mà người ta hỏi Chữ viết vô cùng dối dạ Khi chúng tôi còn là học trò Có dám nộp cái này lên không? Không dám Nhìn thấy người hiện nay là tâm khí bao trao Không những ở nơi này Năm ngoái tôi đi thăm London Tôi giảng ở Đại học Cambridge lên lớp giảng bài cho họ Ở lớp tiến sĩ đại học Luân Đôn Tôi lên lớp giảng cho họ Học trò vẫn xem là không tệ Nhưng so với tiêu chuẩn của chúng tôi trước đây thì kém rất xa Tôi ở đại học Queensland Úc Châu Ở đại học Griffith đều có lên lớp Sinh viên tâm khí bao chào Ngồi ở nơi đó Sau 10 phút Thì ánh mắt đã đảo lung tung rồi Bạn có thể xem ra được Tâm hồn đang ở đâu đâu Vì còn có thể học được thứ gì không Cho nên sau khi lên lớp được mấy lần Sau này tôi không đi nữa Tôi để cho hiệu trưởng thầy giáo của họ Mời họ đến học viện của tôi xem tôi giảng kinh Lúc đó tôi giảng kinh đều là 4 giờ đồng hồ Thính chúng của chúng tôi Đều vô cùng cung kính Vô cùng quy củ mà nghe kinh Để cho họ xem thử Bạn đi so sánh với lớp học trong trường của bạn Không như nhau Thính chúng của chúng tôi có thể ngồi ở dưới nghe 4 giờ đồng hồ Sinh viên của các bạn ngồi xuống chỉ có 15 phút sau 15 phút thì phải làm sao Thầy giáo kể chuyện, nói chuyện cười Để cho sinh viên cười lớn ha ha Không thể dạy tiếp nữa Tôi ở nước Anh vẫn xem là không tệ Vẫn có thể duy trì được một giờ Chúng tôi là giáo viên từ bên ngoài đến Có lẽ cũng đặc biệt khách khí như tôi một chút cho nên không dễ gì chúng ta phải hiểu rõ thế giới này hiểu rõ toàn bộ xã hội này chúng tôi cảm thấy rất lo lắng cho giáo dục thái độ học tập những thứ căn bản này đều được giữ thành từ tiểu học sau mười mấy tuổi rồi thì không có cách gì nữa cho nên rất nhiều thầy cô giáo nói với tôi học sinh hiện nay khó dạy cha mẹ nói với tôi con cái không nghe lời tôi nghe rồi đều gật đầu nói tôi biết rồi là không được dạy từ nhỏ từ nhỏ do ai dạy vậy cha mẹ dạy cho nên đệ tử quy không phải là dành cho học trò nhỏ đọc đệ tử quy là cha mẹ làm được làm cho con cái xem khi nào thì dạy chúng khi chúng vừa sanh ra ánh mắt của chúng vừa mở Đôi hay bắt đầu cảm nhận Chúng đã biết nhìn, chúng đã biết nghe Bạn đừng cho rằng chúng mới vừa sanh ra Hai ngày, ba ngày Hai ngày, ba ngày chúng đã bắt đầu học tập rồi Nhìn thấy ba năm, nghe thấy ba năm Góc sâu rễ vững rồi Nếu chúng tiếp xúc đều là tốt, đều là tích cực Thì ba tuổi đã có thể có năng lực phân biệt phải quấy thiện ác Đã rất biết chuyện rồi Tổ tiên xưa mấy nghìn năm của chúng ta Chính là dạy hậu duệ như vậy Cho nên tôi nói với đồng học là tôi rất may mắn Sinh ra lớn lên ở nông thôn Tôi nhận được 10 năm giáo dục Ở trong thế giới phồng hoa như vậy Không bị ô nhiễm Không bị dao động Nương vào điều gì Hiện nay nghĩ thử Chính là cái gốc 10 năm đã trồng Không có 10 năm đó Dù bạn gặp được thầy giáo tốt Bạn tâm ý bao trao Học tập không nghiêm túc Thầy giáo muốn dạy bạn Cũng không có cách gì dạy bạn Đạo lý này không thể không hiểu Câu hỏi sau cùng Khi xưa đệ tử chưa gặp thiền tri thức Thiền mật các tông phái học rất tạp Hiện nay nghe là Pháp Sư giảng kinh Xin hỏi phải nên làm thế nào để chân thật Thâm nhập Phật Pháp Đức Phật dạy chúng ta Bất luận là tông phái nào Phải nên biết là Đều phải có tâm cung kính Lễ kính chư Phật Xưng tán như lai vì sao vậy? Tông phái không như nhau Pháp môn không như nhau Tám dạng bốn ngàn pháp môn Và cái trinh kinh nói rất nhiều Pháp môn là bình đẳng Không có cao thấp Bản thân chúng ta chỉ cần lựa chọn một pháp môn Một pháp môn thông rồi tất cả đều thông Cho nên nó là bình đẳng Thông đến chỗ nào Đều là thông đến minh tâm kiến tánh Pháp môn niệm Phật cũng không ngoại lệ Chúng ta đang ở thế giới này niệm Phật Sân đến thế giới Tây Phương cực lạc Đến thế giới cực lạc thì A-di-đà Phật đến dạy cho bạn Vẫn là phải minh tâm kiến tánh Không phải là trăm sông đổ về một biển hay sao Cho nên chúng ta học pháp môn này Đối với pháp môn khác cũng phải cung kính Phải xưng tán Đối với chính mình phải khiêm tốn Thí dụ này Đoạn sau cùng trong Kinh Hoa Nghiêm Thiện Tài 53 lần tham vấn làm cho chúng ta xem Rất hiếm có Pháp môn tu hành của 53 vị thiền tri thức không như nhau Bạn xem mỗi một người đều khiêm tốn Tán thán người khác Điều này rất quan trọng Cho nên tăng đoàn là hòa mục Như định không được tự mình tán thán chính mình Hủy bán người khác đó không phải là đệ tử Phật Nếu như có loại hành vi này Bạn thử nghĩ xem Ta ngày nay tu tịnh độ Tán tháng tịnh độ Ta hủy bán thiền tông Thiền có phải là do thích ca mâu ni Phật truyền lại không? Phải Chỉ bạn không phải là đã hủy bán thích ca mâu ni Phật rồi sao? Bạn bán Phật Thiền là pháp môn Bạn bán pháp Xưa đây bao nhiêu người học thiền Họ có thành tựu Vì không phải là bạn bán tăng sao bạn tu pháp môn tịnh độ tốt đến đâu đi nữa Bạn bán Phật, bán Pháp, bán Tăng Bạn có thể giảng sanh không? Không thể nào Tu được tốt đi nữa đến sau cùng không qua nổi cửa ải bạn không giảng sanh nổi Bởi vì bạn bán Phật, bán Pháp, bán Tăng Bạn vẫn là phải đọa tam đồ Phải hiểu đạo lý này cho nên chúng ta chân thật nhìn thấy người có lỗi lầm dùng phương pháp gì không nói là được đừng để ở trong tâm không được nói không được nói lỗi lầm của người ta người ta có chỗ tốt chúng ta tán thán có chỗ không tốt nhất định không được nói phải hiểu cái đạo lý này bạn xem lễ kính chư Phật xưng tán như lai Điều thứ hai trong thập đại nguyện dương Vì sao Ngài dùng như lai không dùng chư Phật Chư Phật là từ trên tướng mà nói Như Lai là từ trên tánh mà nói Lời nói hành vi của họ Tương ương với tánh đức Thì chúng ta tán thán. Lời nói hành vi của họ không tương ương với tánh đức Thì không tán tháng bạn ở trong 53 tham đã xem thấy rồi Bạn thấy thiện tài có lễ kính Không có tán tháng Đó chính là nói việc họ làm Ở thế gian chúng ta gọi là không như pháp Cái họ làm là sát đạo dâm Chúng ta đối với họ lễ kính không tán tháng Điều đã dạy chúng ta rồi ngoài việc không tán thán ra cúng dường cũng có cúng dường là bình đẳng phải nên cúng dường phải nên lễ kính không thể tán thán cho nên bạn học thiền học mật học giáo học được rất tạp không sao bạn buông những thứ đó xuống đều buông xuống từ đây vì sao thâm nhập một môn trường kỳ quân tu cũng sẽ thành tựu tu tịnh độ chúng ta dựa vào kinh vô lượng thọ kinh a di đà học hai bộ kinh này cùng một lúc chuyên học một bộ cũng được học kinh là đoạn nghi sanh tính còn đủ tính nguyện hạnh thì nhất tâm niệm phật như vậy là được Tiếp theo là câu hỏi đưa ra của đồng học trên mạng Có 15 câu hỏi Có thể thời gian không đủ nữa rồi Câu hỏi đầu tiên Xin hỏi người tu hành ở thời đại mạt Pháp Trước khi giảng sanh thì cao nhất có thể chứng được quả gì gì Từ trên lý mà nói Có thể thành Phật từ trên sự mà nói Công phu tu hành Của mỗi người Nhân duyên không tương động Đã là tu pháp môn tịnh độ Tốt nhất bạn hãy buông xuống Ý niệm này Đừng để ý đến nó Vì sao vậy Pháp môn tịnh độ là pháp môn bình đẳng Chẳng sanh về hạ hạ phẩm Ở cõi phạm thánh động cư Cũng là A duy việt trí đây là điều mà trong tất cả kinh luận đều không có thù thắng khôn sánh cho nên không nên phân biệt chấp trước những thứ này nữa câu thứ hai phát tâm xây đạo tràng thấp nhất phải có được công phu gì tốt nhất phải có được công phu ở cấp bậc nào vì sao vậy phát tâm xây đạo tràng tôi thấy Thứ thấp nhất cần có chính là duyên phận Không phải là công phu Bạn có duyên phận, có điều kiện Thì xây dựng đạo trà không khó Nhưng Sau khi đạo tràng xây rồi Người lãnh đạo Tu hành ở đạo tràng Có thể không dễ tìm Bạn đến đâu mà tìm nếu đạo tràng không có một thiện tri thức chân thật Nếu lãnh đạo đại chúng Theo phương hướng sai lầm Thì không gánh nổi nhân quả rồi Cho nên đồng tu phát tâm xây dựng đạo tràng Trước tiên phải suy nghĩ sự việc này trước hết Có người có đạo Sau đó mới xây dựng đạo tràng Xây dựng một đạo tràng tốt rồi Chờ người có đạo thì không dễ Có thể bạn phải chờ mấy mươi năm Thậm chí là phải chờ mấy trăm năm Bạn mới có thể gặp được Đồng tu niệm Phật Xây dựng đạo tràng Bạn cứ nghe lời của Ấn quan Đại Sư là được rồi Ấn tổ dạy chúng ta Người ở thời đại này chúng tôi còn viết một tấm treo ở trước cửa đạo tràng phải nhỏ chúng ở trong đó không quá hai mươi người mọi người cùng nhau cộng tu niệm phật một bộ kinh điển một câu phật hiệu một môn thâm nhập trường kỳ huân tu ai nấy đều có thể thành tựu số lượng người là cố định hai mươi người giống như đại sư viễn công ở lô sơn năm xưa số người của ngài là cố định không tùy tiện đến đến đi đi liên xã lô sơn một trăm hai mươi ba người ai nấy cũng đều thành tựu cho nên chí đồng đạo hợp có hai mươi người cùng nhau tu hành có hai ba vị hộ pháp đắc lực là đủ rồi bạn không cần phải đi hóa duyên Đời sống của bạn có người chăm sóc Hai ba người hộ pháp chánh tính Cung cấp cho bạn một chỗ ăn nghỉ Chăm sóc bạn là được rồi Đối với thời kỳ mạt Pháp mà nói Khai thị của Ấn Tổ là vô cùng chính xác Câu hỏi thứ ba Xin hỏi đạo tràng Nhà riêng hoặc nơi làm việc Có quỷ náo loạn Phải nên hóa giải như thế nào Bạn phải tìm con quỷ này Để đàm phán điều kiện với nó Có khi quỷ dựa thân Chúng tôi đã từng trải qua Ở nước ngoài cũng gặp qua Khi ở nước Mỹ Ở Nhật Bản đều gặp qua Là dựa thân bạn có thể hỏi họ Họ là người nào Vì sao lại đến đây nhiễu loạn Nguyên nhân là gì Họ sẽ nói ra Sau khi nói ra thì đàm phán điều kiện Đã là đạo tràng thì không cự tuyệt quý vị Qua nghe quý vị đến cộng tu cùng chúng tôi Thế nhưng quý vị không thể nhiễu loạn người tu hành trong đạo tràng Cho nên nhân viên làm việc trong đạo tràng Đều không được nhiễu loạn Mọi người chúng tôi đem công đức đều hồi hướng cho quý vị Hy vọng quý vị sớm ngày giảng sanh Dần dần họ cũng sẽ tiếp nhận thôi Câu hỏi thứ tư Phật Ba ngàn năm trước ở thế gian Con người đáng lẽ thọ trăm tuổi Thân cao hơn người hiện nay Người hiện nay thọ mạng Đáng lẽ khoảng bảy mươi tuổi Nhưng xem sách sử Con người vào hai ba nghìn năm trước Dường như tuổi thọ bình quân không được 100 tuổi Gọi là nhân sanh thất thập cổ lai hy Điều này là vì sao? Phật ở trên kinh nói với chúng ta Người thế giới này của chúng ta Khi tuổi thọ dài nhất là 84.000 tuổi Khi tuổi thọ con người ngắn nhất là 10 tuổi Đây là nói tuổi tác bình quân thông thường Tuổi thọ con người càng dài Bạn sẽ hiểu là Tâm người thế gian thiện lương Phước báo lớn Khi tuổi thọ con người càng ngắn Thì càng có khổ nạn Con người sống chịu khổ chịu nạn chịu tội Thời đại này của chúng ta Thích Ni Phật gọi là kiếp giảm Chính là cứ mỗi 100 năm Thì giảm một tuổi Thời đại Thích Ca Ni Phật xuất hiện Thì tuổi thọ con người là 100 tuổi 100 năm giảm một tuổi Đến hiện nay đã 3.000 năm rồi Đã giảm mất 30 tuổi Cho nên hiện nay Tuổi thọ bình quân là 70 tuổi Nhân sanh thất thập cổ Lai Hy Là thuyết của Đỗ Phủ Là nhà thơ thời đường Cùng thời đại với Lý Thái Bạch Họ là bạn bè tốt Trong thơ của ông có một câu như vậy Nhân sanh thất thập cổ lai hy Là một câu nói cảm thán Nhưng cũng có căn cứ Họ đều là người học Phật Đều là nói Phật nói kiếp giảm đến 10 tuổi Sau 10 tuổi thì dần tăng lên 100 năm tăng một tuổi Đến 84.000 tuổi Một lần tăng giảm như vậy Thì gọi là một tiểu kiếp Một tiểu kiếp có thời gian dài bao lâu Thì bạn có thể tính ra được đây là một tiểu kiếp 20 tiểu kiếp là một trung kiếp bốn trung kiếp là một đại kiếp Phật nói đơn vị thời gian là nói dị kiếp Trong kiếp có đại kiếp, trung kiếp, tiểu kiếp Thọ mạng con người dài ngắn Là do nghiệp lực quá khứ là nghiệp báo đã tạo trong đời quá khứ Quả báo có được trong đời này Nhưng là thọ mạng có thể kéo dài Cũng có thể giảm ngắn Nếu bạn tạo ác rất nhiều Thọ mạng của bạn sẽ giảm bớt Sẽ giảm ngắn Đáng lẽ thọ 70 tuổi Thì 4-50 tuổi đã ra đi rồi Nếu bạn hành thiện tích đức Thọ mạng bạn chỉ có 4-50 tuổi Có thể tuổi thọ sẽ được kéo rất dài Thí dụ như Tông Liễu Phạm Tứ Huấn đã nói Tiên sinh Liễu phàm thọ mạng 53 tuổi Ông sống đến 74 tuổi Kéo dài 21 năm Tôi nói với các bạn đồng học rồi Lúc tôi còn trẻ Xem bói rất nhiều người đã đoán Thọ mạng là 45 tuổi Năm nay tôi 81 tuổi rồi Đã sống được hơn 30 năm Họ mạng là có thể được nắm giữ trong tay của chính mình Phật Pháp thừa nhận có vận mệnh Nhưng vận mệnh có thể thay đổi Cho nên Phật không chỉ dừng ở chỗ luận về số mệnh Hiện tại thời gian của chúng ta đã hết rồi Phía dưới còn có 11 câu hỏi 11 câu hỏi này Để lại đến thứ sáu tuần tới giải đáp Xin cảm ơn mọi người a di đà Phật Cẩn dịch bằng biên dịch Tình không pháp ngữ Địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ Amoc Gmail.com Người đọc Hạnh Quang phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành tâm cúng dường nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà Phật